Bên cạnh sự nỗ lực của nhà trường trong công tác phòng chống dịch bệnh khi các em học sinh quay trở lại trường học, các biện pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà cũng hết sức cần thiết giúp các em tự nâng cao ý thức, hình thành thói quen tốt để tránh các nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Những ngày nghỉ để phòng chống dịch bệnh, em Nguyễn Thanh Tùng, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Kim Động đã được mẹ hướng dẫn hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe cho bản thân như súc miệng, rửa tay thường xuyên đúng cách. Thay vì ăn sáng bằng thức ăn nhanh hay đồ ăn mang đến trường, em cùng mẹ chủ động dậy từ sớm để ăn sáng ngay tại nhà, từ đó nâng cao ý thức tự giác chủ động bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân em và gia đình. Em trước đây thì em hay ra ngoài ăn sáng cả bạn bè tụ tập để ăn uống, nhưng bây giờ thì biết có dịch này nên em đã có ý thức hơn là ăn uống ở nhà và tránh tụ tập những nơi đông người, và hình thành thói quen rửa tay là em rửa tay trước khi ra ngoài và trước khi về nhà rất là đều đặn. Còn là phụ huynh thì tôi cũng luôn nhắc nhở cháu giữ vệ sinh sạch sẽ. Khi đến lớp thì cháu cũng phải theo sự hướng dẫn của nhà trường, phối hợp cùng với nhà trường nữa là đo thân nhiệt thường xuyên, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1, trường Trung học phổ thông Kim Động, công việc hàng ngày và thường xuyên của cô Nguyễn Thị Hiếu là kết nối với phụ huynh của các em học sinh trong lớp để tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh theo dõi thân nhiệt sức khỏe của các em. Trước mỗi buổi học, cô cùng các giáo viên khác đều dành từ 10 đến 15 phút để cập nhật diễn biến dịch bệnh, hướng dẫn các em học sinh chú ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đảm bảo sức khỏe cho các em. Chúng tôi thấy là chúng tôi có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc đấy là kết nối giữa phụ huynh trong cái thời điểm mà diễn ra cái công việc phòng dịch như thế này, giúp cho nhà trường nắm bắt được cái tình hình của các em cũng như là thông báo được tình hình của các em với nhà trường một cách tốt nhất. Hiện nay, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã xuất hiện tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 90.000 người bị nhiễm và hơn 3.000 trường hợp tử vong. Trước sự nguy hiểm và lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, sự phối hợp của cả gia đình và bản thân các em học sinh khi trở lại trường học là rất cần thiết. Vì vậy, bên cạnh công tác phòng dịch tại nhà trường, cha mẹ và các em học sinh cần cập nhật kiến thức hữu ích để chủ động phòng tránh dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho các em khi đến trường.